Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên Hùng xe hơi. À, trên màn ảnh của quý vị đang là phiên bản Honda City L sản xuất 2021. À, phiên bản chung này thì em đã có một cái video đánh giá nhanh rồi. Thì à, trong video này thì em muốn sâu cho quý vị, anh chị và các bạn nhìn trực tiếp cái màu xanh này. À, màu xanh của phiên bản Honda City 2021 form all New này thì sẽ khác khá là nhiều so với màu xanh ở trên phiên bản trước nhé À, giá bán hiện nay của mẫu xe Honda City CRV L đang là 569 triệu đồng và đắt hơn 5 triệu so với và màu đỏ thì chúng ta sẽ có giá cao hơn 5 triệu nhé. Chương trình khuyến mại hiện nay cho mẫu xe Honda City ở từng khu vực và từng thời điểm sẽ là khác nhau. À, trong thời điểm tháng 3 hay tháng 4 tới thì tại thị trường Bắc Ninh thì hiện nay mẫu xe này đang có mức ưu đãi tặng kèm 30 triệu phụ kiện và cái mốc phụ kiện này chúng ta sẽ không có quy đổi về tiền mặt nhé. À, giá lăn bánh hiện nay cho mẫu xe này đang dao động sấp xỉ vào 630 triệu à, Khi quý khách hàng trả góp thì uh, chuẩn bị giúp em tối thiểu từ 175 triệu đồng Còn với những khách hàng ở Hà Nội giá lăn bánh sẽ dao động 660 triệu Và chi phí trả góp sẽ là 204 triệu đồng Chưa bao gồm khuyến mại tại thời điểm Chưa bao gồm khuyến mại tại Hà Nội nhé uh, Tùy vào từng khu vực để có cái khuyến mại tốt nhất theo thời điểm anh chị đang theo dõi video thì uh, vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng có like đăng ký kèm trên màn hình. Nói về Honda City L 2021 hay Honda City Top như chúng ta hay gọi ở cái đời trước ấy thì mẫu xe này chỉ có duy nhất một cái điểm trừ mà em đánh giá đó là xe chưa được trang bị ghế da. Nói về Honda City L 2021 thì thật sự nếu như so với Toyota Vios G, chúng ta có những điểm cộng và có những điểm trừ. Mỗi xe có một cái ưu điểm riêng. Khi Honda City L chúng ta được trang bị một ngoại thất đẹp, trẻ trung, năng động, nội Độ thất cũng không quá kém phần long trọng tuy nhiên thì xe có một số điểm trừ như là công nghệ đèn ở trên phiên bản L vẫn là đèn halogen và bi projector đúng không ạ trong khi Vios chúng ta đã được trang bị gần như là đầy đủ đèn LED rồi đều là đèn chia khoang ba khoang cả à, thứ hai Honda City L chúng ta có nội thất là nội thất nỉ tuy nhiên lại có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai điều này trái ngược hoàn toàn với Toyota Vios khi Vios trang bị đầy đủ ghế da tuy nhiên lại không có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai ở trên đây À, đặc biệt thì Honda City chúng ta có phiên bản màu xanh cho những khách hàng mệnh thủy nhé, Vios à, thì cũng chưa có màu xanh, chúng ta mệnh thủy thì lấy màu đen thôi. À, để có giá bán tốt nhất cũng như là chương trình khuyến mại tại thời điểm mà quý anh chị đang theo dõi video thì à, vui lòng liên hệ trực tiếp với hùng qua line đính kèm trên màn hình. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.